Mình là Ngân. Mình là Quang. Hiện tại mình đang đứng tại Tony Wedding Tân Phú. Thì hôm trước có đi ngang đường Gò Dầu thì thấy có một cái showroom cưới rất là to, nên là mình quyết định trải nghiệm tại Tony. Mọi người cùng theo chân mình nha. Get go. Anh chị mở camera, quét mã và điền thông tin giúp em. Khi mà vào đây lần đầu tiên á, mình rất là bất ngờ khi mà quy trình dịch vụ ở Tony rất là chuyên nghiệp. Cái mình vừa quét là để check in, thông tin cơ bản các bạn sẽ nắm và tư vấn mình đúng với nhu cầu mà mình cần. Lần trước thì tụi em đã đến ký hợp đồng rồi, nên là lần này tụi em chỉ đến chụp ảnh cưới thôi. Thì trước khi chụp ảnh cưới thì tụi em muốn đi tham quan một vòng tại Tony Wedding. Dạ, vậy mời anh chị đi tham quan với em nhé. Dạ. Dạ. Đây là từng váy đầu tiên nè, váy rất là mới luôn, đa dạng mẫu nữa. Còn đây là váy cưới, form dáng tiêu chuẩn, có nhiều màu sắc dễ lựa chọn cho màu da, có cả phụ kiện cho chú rể nữa. Mình đã tham khảo rất nhiều nơi, thì khi mà đến với Tony, mình quyết định chọn Roy Signature luôn. Vì thực sự ở đây, đúng như tên gọi, là tour chụp ảnh cưới do rất tiện lợi và không cảm thấy nhàm chán chút nào. Bây giờ mình sẽ đi chụp hình và make up, mọi người cùng theo dõi nha. Có hơn 30 bối cảnh trong phòng và ngoài trời, tụi mình thoải mái lựa chọn góc chụp ảnh mà mình thích. Ở đây giống như một phim trường thu nhỏ vậy đó, nên là không cần tốn thời gian di chuyển đến nơi khác. Ok, 200 nghiêng đầu vô nhau một xíu nha. Đúng rồi, cười tươi à. Đúng rồi, khép nhẹ mấy ngón tay điệu lên xíu nha, rồi cười tươi, thẳng lưng nha cô dâu rể ơi. Rồi đúng rồi, 1, 2, 3. Rồi cô dâu cười lên xíu nè cô dâu ơi. Ngày chụp ảnh tại Tony rất là vui, cả hai đứa mình cười rất nhiều. Mặc dù rất mệt nhưng cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn của mình. Bây giờ cùng mình xem lại thành quả một ngày chụp ảnh cưới của tụi mình nha.